Rồi, xin mến chào anh em ha. Hôm nay cửa hàng em về là một con Cinewa 488, hàng bãi Nhật xịn nha anh em. Dòng này là chuyên khai thác ha, khai thác là siêu bền luôn ha. Này anh em miền Tây thì quá gành gì nó ha, còn anh em miền Bắc thì chắc chưa biết đâu. Con này đẹp xuất sắc anh em, mặt tiền anh em. Con này gin 100% gin từ con ốc ha, bích tông thì còn bao đẹp luôn anh em, còn sọc ngang luôn ha. Bao lam xin đi qua ghi theo máy luôn ha, máy về là ghi đồng bỏ hết anh em. Nè cái đầu bạc Latin nè anh em, lam Latin của nó nè anh em, đầu bạc nè, còn đầu bạc còn 99% luôn ha. Lam là 56 ha. Anh em nào mà khai thác thì con này là phải nói là đỉnh cao luôn, đỉnh của chớp luôn ha. Ghi 100% nha anh em. Ui. Chế nó quanh gồ ghim theo máy anh em, chế cực kỳ to luôn ha. Anh em mua hàng liên hệ 0944787771, số điện thoại của em có sử dụng Zalo và Facebook ha. Địa chỉ cửa hàng là 703 Thạnh Lộc, Rồng Riềng, Kiên Giang anh em. Rồi để em test nổ con máy luôn. Em tay đếm từ tiếng anh em. Con này là màu mũ gin 100% anh em, chưa xịt bóng ha. Còn anh em khác bán xịt bóng tùm lum thì nó đẹp là phải rồi. Con này là chưa xịt bóng mà nó còn đẹp như vậy là anh em hiểu rồi ha. Hàng cực hiếm anh em. Anh em nào gặp thì đã sử dụng dòng 488 rồi thì gặp nó chốt lẹ đi, không thôi để không còn đâu ha.